Các anh chị thấy màn hình chia sẻ rồi không? Đúng không? Thấy chưa? Thấy rồi. Dạ rồi. Thấy rồi. Thì đầu tiên nói về các virus viêm gan thì các anh chị phải nắm được cái khái niệm về virus viêm gan. Thì các virus viêm gan nó có chung một cái đặc điểm là nó có cái tế bào đích, chỉ là tế bào gan thôi, nó đi vô xâm nhiễm vô lây nhiễm vô cơ thể thì nó sẽ đi đến cái đích của nó là tế bào gan và nó gây tổn thương ở đó ha. Cái khái niệm này nó giúp mình phân biệt một số virus khác, ví dụ như là virus sốt xuất huyết, virus sốt vàng da, cytomegalovirus vân vân. Những virus đó cũng có khả năng gây viêm gan nha, nhưng mà tế bào gan chỉ là một cái nơi nó đến thôi. Ngoài ra nó còn thể đến nhiều cái đích khác nữa trên cơ thể mình. Còn virus viêm gan nó chỉ đến một cái đích, tế bào đích duy nhất là tế bào gan. Và các virus viêm gan có tới hiện nay thì người ta ghi nhận có 6 cái virus viêm gan. Và các virus viêm gan tùy theo cái loại virus mà nó có thể gây nên tình trạng viêm gan cấp hoặc là gây ra tình trạng viêm gan mạn ha. Số sau khi nhiễm viêm gan cấp rồi nó sẽ có thể chuyển thành cái viêm gan mạn. Tuy nhiên có một số loại nó nhiễm vô cơ thể rồi nó cứ nằm đó, nó cứ âm thầm nó nằm đó. Ví dụ như có một số người nhiễm con virus viêm gan B vô cơ thể rồi nó cứ âm thầm nó nằm đó, không có cái biểu hiện gì hết, không có viêm gan cấp, không có viêm gan mạn gì hết, người bình thường hết, không có dấu hiệu gì hết. Nhưng mà đâu trong quá trình sống người ta đi khám sức khỏe, đi kiểm tra, tự nhiên thấy có cái ung thư tế bào gan thì mới quay ra lại kiểm tra, thấy có xét nghiệm máu thì thấy có nhiễm con virus B à. Và người ta chứng minh cái virus viêm gan B nó có liên quan rất là lớn với cái tình trạng ung thư tế bào gan ha. Cái ung thư tế bào gan nó cũng làm cái bệnh ung thư cũng thường gặp ở Việt Nam của mình. Do đó thì tôi nhớ như có một câu trắc nghiệm hỏi mấy bạn ha. Thì virus viêm gan có đặc điểm gì đó? Viêm gan cấp gây viêm gan cấp thì cũng có con gây viêm gan cấp thôi ha. Như A, nhưng mà cũng có con nó gây viêm gan mạn như là B, C, D ha. Nhưng mà cũng có trong trường hợp nó nhiễm vô cơ thể rồi nó không có cái viêm gan cấp, viêm gan mạn gì hết, nó cứ nằm đó. Nó ví dụ nãy tôi nói con B đó ha, nó chui vô tế bào gan, cái gen của nó ha, cái ADN nó đóng vòng trở lại nằm thành cái cccDNA này nằm trong đó đó. Rồi nhớ cái khái niệm về các virus viêm gan ha. Rồi về virus viêm gan A ha, thì có trong cái 6 virus viêm gan của mình á thì nó có hai virus là viêm gan A và viêm gan E lây qua đường tiêu hóa ha. Và thường nó sẽ không có tình trạng viêm gan mạn, nó là chỉ biểu hiện nhiễm vô thì nó biểu hiện cấp tính. Sau đó rồi thì hoặc là bệnh nhân bị nặng dẫn tới tình trạng suy gan cấp ha, suy tế bào gan cấp và tử vong, hoặc là bệnh nhân khỏi khỏi luôn ha. Không có trường hợp mà viêm gan mạn do virus A và E. Rồi virus A và viêm gan A và viêm gan E đó thì nó có đặc điểm là những virus viêm gan có kích thước rất là nhỏ à, hồi nãy các anh chị lật đó, kích thước rất là nhỏ à, nhỏ nhất trong các đám các virus viêm gan à, là virus lây qua đường tiêu hóa à, gây ra cái bệnh cảnh viêm gan cấp à, không có trường hợp viêm gan mạn à, kích thước nhỏ nhất à, vật chất di truyền là ARN.
cái biểu đồ này ha, mình đã giải thích hết rồi. Rồi, ở chỗ này các anh chị thấy nó có cái gì lạ lạ không? Cái chỗ tôi tô đỏ này, tỷ lệ tử vong ở trẻ em lại thấp hơn tỷ lệ tử vong ở người lớn. Người lớn trưởng thành, miễn dịch hoàn chỉnh, khỏe hơn thì sao lại chết nhiều hơn con nít? À, như thế này là do cái hệ cái sự phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch, và người lớn đó thì thường nó nhiễm vô nó sẽ có cái triệu chứng, còn cái em á thì thường nó âm thầm, nó ít triệu chứng hơn, ít biểu hiện rõ như người lớn. Và cái ở người lớn đây, cái hình cho anh chị chụp, các anh chị quan sát là bệnh nhân vàng da rất nặng và kèm theo với vàng kết mạc, rồi bệnh nhân sẽ đau tức nhiều ở cái vùng gan, tức là cái vùng hạ sườn phải. Nếu mà cái sau này các anh chị đi đi lâm sàng, các anh chị khám khám bụng thì sẽ sờ sờ được cái gan móc mé với cái bờ sườn, ấn đau rung gan dương tính ha. Rồi. Rồi bệnh lây qua đường phân miệng ha. Rồi có vaccine phòng bệnh rồi, và ngoài ra thì có cái phòng bệnh khẩn cấp bằng cái gamma globulin trong những trường hợp mà bệnh nhân, những cái người mà đi đến cái vùng có dịch, thì nếu mà dùng vaccine không đó thì trước không đó thì khi cái miễn dịch nó chưa tạo ra kịp thì người ta có thể chủ động người ta phòng khẩn cấp bằng cái gamma globulin. Thì điều trị đó thì mình sẽ có điều trị chung và điều trị đặc hiệu. Thì điều trị chung đó thì chủ yếu là nâng đỡ tổng trạng ha, và phục hồi tế bào gan bằng cách đó là mình giảm giảm gánh nặng cho gan, như là có cái chế độ ăn uống phù hợp, giảm cái lượng chất béo và giàu vitamin, và hạn chế dùng những cái thuốc có cái đường thải chuyển hóa thải trừ qua gan. Mà điều trị đặc hiệu đối với viêm gan A thì chưa có thuốc đặc trị ha, chủ yếu là mình điều trị hỗ trợ thôi. Rồi, viêm gan B thì ở đây thì theo tài liệu chính thống đó thì có 7 cái genotype ha, được đặt theo ký tự là ABCD E, F và G. Cái này là genotype của con virus viêm gan B ha, đừng có nhầm lẫn với cái các loại virus viêm gan, đúng không? Rồi, tuy nhiên đó thì cũng có nhiều báo cáo người ta ghi nhận là có hơn 7 genotype rồi, 9-10 cái genotype khác nhau. Nhưng mà cái hiện tại thì theo cái tài liệu chính thống thì có hơn 7 cái genotype. Thì ở Việt Nam mình nó là các genotype B, C và một cái tỷ lệ thấp A. Tại sao người ta chia ra các genotype, người ta khảo sát phân loại kỹ nó các cái genotype vậy?
tại vì nó có liên quan tới cái độc lực của cái con virus ha. Thì trong các bảy genotip được ghi nhận đó, thì cái genotip A là cái genotip khó chịu ha, nó thường nó kháng thuốc, tỷ lệ kháng thuốc cao và cái tỷ lệ nó đưa đến ung thư tế bào gan cũng cao. Rồi cái virus viêm gan B thì trong các virus viêm gan, sát cái virus viêm gan đó thì chỉ có một cái virus viêm gan B là có cái vật chất di truyền là DNA thôi, còn mấy cái con virus còn lại thì vật chất di truyền đó là RNA. Và trên cái tiêu bản hiển vi điện tử, một cái mẫu máu, một cái mẫu huyết thanh của cái người bị nhiễm virus viêm gan B thể hoạt động đó, thì các anh chị sẽ thấy có những cái hạt virus viêm gan B điển hình, còn gọi là những cái hạt đen nè, nó có đầy đủ các thành phần của hạt virus gồm có vỏ và lõi. Ngoài ra đó thì có những cái cấu trúc hình cầu hoặc là những cái cấu trúc hình ống nhỏ hơn nằm xen lẫn ở trong đó, đó là những cái kháng nguyên bề mặt HBs AC mà con virus nó điều khiển tế bào của ký chủ tổng hợp ra, nhưng mà nó không có lắp ghép với cái lõi ha, và nó nằm trôi nổi ở trong cái huyết thanh của cái người nhiễm. Thì xét nghiệm máu thì mình sẽ thấy có những cái kháng nguyên ha, và cái kháng thể tùy theo cái giai đoạn của bệnh ha. Thì đối với virus viêm gan B thì có những cái kháng nguyên mà mình cần phải nhớ là HBsAg, HBcAg, HBeAg, kháng nguyên bề mặt, kháng nguyên lõi và kháng nguyên màng bọc ha. Thì tương ứng với những cái kháng nguyên thì cơ thể mình sẽ tổng hợp ra những cái kháng thể tương ứng để trung hòa. Thì các cặp kháng nguyên kháng thể, tôi ba kháng nguyên và ba kháng thể này, thì ngoại trừ cái kháng nguyên HBcAg, còn hai cái kháng nguyên HBsAg và HBeAg và các kháng thể anti HBs, anti HBc và anti HBe mình có thể phát hiện được trong cái xét nghiệm huyết thanh của bệnh nhân. Chỉ riêng cái kháng nguyên HBcAg thì xét nghiệm huyết thanh của bệnh nhân viêm gan sẽ không phát hiện được, lý do nó không có đi ra ngoài máu của người nhiễm, nó nằm trong cái tế bào gan. Và khi mà chích ngừa viêm gan B ha, nếu có nhiều trường hợp một cái người nào đó người ta không có nhớ được là hồi trước đây người ta có được chích ngừa viêm gan B hay chưa ha, không nhớ rõ, hoặc là cũng có thể là nhỏ quá người ba mẹ cho đi chích ngừa theo theo những cái chương trình y tế địa phương, không biết là người đó có được chích ngừa viêm gan B hay chưa. Hoặc là những cái trường hợp mà người ta bị nhiễm viêm gan B hồi nhỏ, sau đó rồi tự khỏi, rồi sau đó thì trong quá trình sống người ta xem báo đài thấy người ta thấy bị viêm gan rồi có thể đưa đến ung thư gan, người ta sợ quá, người ta tới người ta gặp nhân viên y tế, người ta nói tại giờ tôi muốn chích ngừa viêm gan B, mà tại vì người ta biết là có thuốc ngừa rồi, thì mình sẽ cho xét nghiệm gì? Xét nghiệm máu. Thì chắc các anh chị trong lớp cũng đã từng đi, có bạn nào từng đi chích ngừa viêm gan B chưa? Trong các anh chị đang theo dõi nè, có ai đi từng đi chích ngừa viêm gan B chưa? Dạ, mẹ em nói em có chích rồi. Có chích rồi. Rồi. Có ai mà mới đi chích sau khi mà lớn rồi, tức là mình hiểu biết rồi,
mình mới đi chích ngừa không? Có nhớ là bác sĩ người ta trước khi chích người ta cho mình xét nghiệm gì không? Xét nghiệm máu trước khi chích á. Ở đây tôi nói luôn, tại vì nó liên quan tới những cặp kháng nguyên kháng thể đó, cho nên ra sẵn đây nói luôn. Thông thường đó thì người ta sẽ, các bác sĩ ở phòng tiêm chủng đó, người ta sẽ cho chỉ định xét nghiệm máu trước khi chích ha, thì người ta sẽ cho xét nghiệm cái cặp kháng nguyên kháng thể này HBS AG và anti HBS định lượng. Tại sao phải định lượng? Tại vì như vậy, cái lượng kháng thể anti HBS có những người mình đã chích ngừa rồi, nhưng mà sau một thời gian thì cái kháng thể tạo ra nó sẽ suy giảm dần theo năm tháng ha. Người ta đã làm nhiều nghiên cứu, người ta thấy là chỉ với cái lượng anti HBS nó từ 100 đơn vị trở lên trong 1 ml ha, 100 đơn vị quốc tế trong EU trên ml trở lên mới đủ đủ bảo vệ cho cái người đó trước virus viêm gan B. Thì nếu cái kết quả xét nghiệm trở về HBS AG mà nó dương tính ha, thì coi như là người đó có nhiễm virus viêm gan rồi, thì người ta sẽ gửi đi đến bác sĩ chuyên khoa gan, thì bác sĩ chuyên khoa gan sẽ cho kiểm tra thêm những cái dấu ấn miễn dịch khác để xác định cái tình trạng nhiễm nó như thế nào, để rồi có cái hướng xử lý tiếp. Còn nếu mà cái HBS AG mà nó âm tính thì bác sĩ phòng khám mới nhìn qua cái anti HBS định lượng coi nó là bao nhiêu đơn vị ha. Thì nếu mà nó dưới 100 đơn vị quốc tế trong 1 ml thì sẽ chỉ định chích nhắc lại một mũi. Còn nếu mà cái anti HBS mà nó âm luôn nè, không có anti HBS thì chứng tỏ cái người này chưa có từng tiếp xúc với virus viêm gan B, thì lúc đó sẽ chích ngừa theo phác đồ 3 mũi theo phác đồ. Chỗ này các anh chị nắm được chưa? Tuy nhiên thông thường là như vậy ha, người ta sẽ xét nghiệm cái cặp HBS AG và anti HBS. Tuy nhiên có một số trường hợp mà HBS AG và anti HBS nó mình sẽ thấy nó hơi kỳ kỳ ha. Tức là cái người đó có nhiễm virus viêm gan B nhưng mà anti HBS HBS AG và anti HBS nó đều âm hết, nó nằm ở cái giai đoạn này theo cái biểu đồ này, mình gọi là những cái giai đoạn cửa sổ miễn dịch, là những người đó coi như là ngoại lệ, tỷ lệ thấp thôi ha. Rồi các anh chị xem cái biểu đồ này ha, các anh chị để ý cái cặp kháng nguyên HBS AG ha, và cái kháng thể tương ứng là cái anti HBS. Thì sau khi nhiễm khoảng gần tháng ha, thì cái kháng nguyên HBS nó tăng cao, nó đạt đỉnh xong rồi nó sẽ giảm dần. Đến gần 6 tháng thì nó, cái đường đỏ này nè các anh chị, là cái ngưỡng, nó phải, cái nồng độ nó phải vượt từ cái ngưỡng này trở lên thì máy móc kỹ thuật hiện đại mình mới có thể phát hiện được ha. Do đó tới gần 6 tháng thì ảnh chạm cái ngưỡng máy phát hiện nha. Rồi sau đó hết thấy được ha, mặc dù nó vẫn còn cái lượng ít nhưng mà máy mình móc mình kỹ thuật mình không phát hiện được ha. Rồi sau khi mà cái HBS AG nó giảm thấp và nó âm tính thì nó sẽ được thay thế dần bởi cái anti HBS ha. Và anti HBS nó phải tăng dần, đạt cái ngưỡng này trở lên thì máy mình mới có phát hiện được. Do đó sẽ có một cái khoảng thời gian giữa khoảng 5 tháng rưỡi đến 6 tháng
nếu mà xui xẻo cái người mà bị nhiễm virus viêm gan B cấp đó, mình nó lọt vô cái giai đoạn này, mình xét nghiệm đúng cái giai đoạn này, thì cái cặp kháng nguyên HBS AG và anti HBS đều âm tính hết. À, rồi cái chỉ định cho cái bệnh nhân đi chích ngừa, cho chích thời gian sau cái tự nhiên cái lòi ra viêm gan, viêm gan mạng. Ừ, nó bệnh nhân nó ủa sao trước đây tôi chích ngừa rồi mà sao giờ tôi bị viêm gan, viêm gan B mạng tính, là do không may nó lọt vô khoảng này nè các anh chị ha. Thì cứ tưởng là bệnh nhân chưa có nhiễm gì hết, chưa có tiếp xúc với virus viêm gan B, thì chích theo ngừa theo 3 mũi ha, 1 tháng 2 tháng. Mũi 1 là khi mà bệnh nhân mới xét nghiệm cho có chỉ định ha, để chích ngừa. À, chích ngừa xong mũi 1, cái tháng sau chích mũi 2 ha. Rồi có thể là tháng sau nữa chích mũi 3, gọi là 6 tháng sau chích mũi 3 tùy theo cái loại vaccine ha. Thế anh chị nắm được chỗ này chưa? Tức là mình nó sẽ có một cái bất lợi, có lọt vô sổ miễn dịch cái này dịch đó. Có nhiều phòng khám các bác sĩ viêm chuyên khoa gan á, người ta cẩn thận hơn. Ngoài cái cặp kháng nguyên HBS AG và cái kháng thể là anti HBS, người ta cho làm thêm cái anti HBC. Các chị nắm được chưa? Nếu mà lọt vô khoảng cửa sổ này thì HBS AG, anti HBS nó đều âm hết, nhưng mà là anti HBC nó dương. Thì cho mình biết là cái người đó có nhiễm con virus viêm gan B rồi, nhưng mà đang ở cái giai đoạn cửa sổ này nè, thì người ta sẽ không có chích ngừa nữa ha, mà gửi cho khám chuyên khoa gan. Cái gì nắm được chưa? Rồi lúc này á, cái anti HBC nào chiếm ưu thế các anh chị? Anti HBC IgM chiếm ưu thế. Từ cái anti HBC nó có tới hai thành phần nữa, anti HBC IgM và anti HBC IgG. Thì anti HBC IgM nó sẽ chiếm ưu thế trong 6 tháng đầu và sau đó nó sẽ giảm dần, nó thay thế bởi cái anti HBC IgG. Rồi. Như vậy thì thông thường đó, nhắc lại, thông thường trước khi tiêm chủng cho bệnh nhân thì bác sĩ sẽ cho xét nghiệm cái cặp kháng nguyên HBS AG và anti HBS ha. Thì những cái này nó có cái test nhanh ha, người ta vẫn có thể phát hiện được qua những cái test nhanh ha. Nhưng nó lại lọt vô cái khoảng cửa sổ ha, có nguy cơ lọt vô khoảng cửa sổ ha. Còn những cái phòng khám chuyên khoa thì người ta sẽ có thêm cái anti BC nữa, thì nó sẽ tránh được cái những trường hợp mà chỉ định chích ngừa mà bệnh nhân đang ở cái giai đoạn cửa sổ cặp kháng nguyên HBS và anti HBS. Các anh chị nắm được chỗ này chưa? Dạ được. Rồi viêm gan B nó có một số cái lưu ý vậy thôi. Khóa của mình có anh chị nào lưu học sinh không? Tức là những người du học sinh chứ hả? Tức là người Lào, Campuchia đâu đó. Có không? Tại vì nhiều khi các anh chị học viên đó thì tôi nói hơi nhanh thì mấy bạn nghe không kịp. Thì cho tôi hay nha. Rồi. Trường hợp người lành mang virus mạng tính và trường hợp viêm gan mạng ha. Rồi cái sơ đồ này tôi có giải thích kỹ lắm rồi ha. Nè, các anh chị để ý nè, các anh chị thấy nè ha, virus nó cái DNA vòng không đóng của không đóng kín của virus viêm gan B ha, khi nó nhiễm vào cơ thể nó vào gan thì nó tạo ra những cái cccc DNA ha, và nó tồn tại trong tế bào gan rất là nhiều bản sao ha, có thể vài chục cái bản sao vậy, nó trôi nổi trong cái nhân tế bào gan á, nó nằm y như là một cái thành phần của
vật chất di truyền nằm trong tế bào gan luôn. Đây như những cái plasmid đó, anh chị học đó. Và có nhiều người nó nằm yên ở trong đó suốt cả cuộc đời của người đó luôn. Nhưng mà có một số người đó, trong một cái giai đoạn nào đó của cuộc đời, khi mà cái sức đề kháng chung của cơ thể nó bị suy giảm, có yếu tố thuận lợi thì nó lại giải mã, sao mã giải mã ra những cái thành phần của virus và lắp ghép thành những cái hạt virus và đào thải ra ngoài và gây ra tình trạng viêm viêm gan, viêm tế bào gan. Và khi mà nó tổng hợp lên những thành phần của nó, các anh chị thấy nó vừa tổng hợp ra cái lõi và cái vỏ, sau đó nó mới lắp ghép lại. Thì có một số trường hợp đó, cái lõi nó không có lắp ghép với cái vỏ, do đó cái những cái HBsAg nó nằm trôi nổi ở trong cái huyết thanh của bệnh nhân trên cái tiêu bản hiv điện tử, các anh chị thấy đó. Những trường hợp mà nó không lắp ghép ha. Cho nên chỗ mà chấm chấm tôi để tôi chỉ ra nè, những trường hợp này nó không lắp ghép. Nó không lắp ghép nữa thì cái vỏ nó trôi nổi, nó nằm trong huyết thanh của bệnh nhân, mình thấy những cái tiểu thể hình 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 cầu, hình ống đó. Còn cái lõi này nó đi đâu các anh chị? Nãy tôi thấy anh Tài vô đầu tiên phải không? Thấy Tài. Thế Tài bắt đầu cuộc họp ha. Nó đâu Thế Tài? Tài ơi. Tài còn đó không? Hay là ông đang nhập? Em xin lỗi thầy nhưng mà em không biết thiệt thầy. Không biết ha, không sao, học mà. Đây cái lõi này, ảnh quay là ảnh chui vô nữa nó thành cái CCC DNA nè, không? Ảnh đây vô ảnh chui vô. Ảnh nó vòng vô đây. Ảnh đến chui vô đây ha. Ảnh đóng cái vòng trở lại, nó thành CCC DNA nữa. Chính vì vậy trong cái tế bào gan lúc nào nó cũng sẽ duy trì từ 10 đến 40 cái CCC DNA, những người đã từng nhiễm con virus vào rồi. Thậm chí có nhiều người nhiễm virus vô, rồi cơ thể người đó đề kháng tốt. Sau đó một thời gian đó thì xét nghiệm máu HBsAg âm tính, thậm chí có luôn cái anti HBs luôn. Nhưng mà những cái người đó thì vẫn phải theo dõi định kỳ. Thì làm sao phân biệt được những cái người mà nhiễm virus vào khỏi bệnh và có kháng thể với những cái người mà chưa từng nhiễm virus mà có kháng thể do chích ngừa, các anh chị có cách nào phân biệt được trường hợp đó không? Nhắc lại, trường hợp mà những cái người có được miễn dịch, tức là có được anti HBs do chủng ngừa, và những cái người nhiễm virus viêm gan B và đã khỏi khỏi bệnh anti HBsAg nó âm, còn có luôn anti HBs, nên sao phân biệt được hai người đó nhiễm rồi khỏi rồi có kháng thể với chưa từng nhiễm mà có kháng thể do chích ngừa? Tại vì hai người này nó có cái hướng xử lý khác nhau. Cái người mà có kháng thể do chích ngừa thì người ta sẽ theo dõi cái lượng kháng thể nha. Nếu mà nó cứ duy trì trên 100 đơn vị quốc tế trên 1 lít thì không phải chích nhắc, thì mà nó rớt xuống thấp quá thì mới chích nhắc. Còn những cái người mà có kháng thể nhiễm rồi, có kháng thể khỏi bệnh, có kháng thể anti HBs thì phải theo dõi, kiểm tra xét nghiệm máu định kỳ, ngừa trường hợp virus viêm gan nó tái hồi trở lại, tái quạt trở lại. Thì sao phân biệt được hai người này? Dạ thưa thầy, có phải dùng cái HBCAG không vậy thầy? HBCAG, HBCAG thì mình sẽ không có phát hiện được qua cái xét nghiệm máu, mà mình muốn tìm nó thì mình phải xin huyết tế bào gan. Em nói cũng gần đúng rồi đó. Người ta sẽ xét nghiệm cái anti
BC ha, thì những người đó sẽ có sự hiện diện của anti HBC và chiếm ưu thế là anti HBC IgG ha. Đây là cho tại vì các anh chị biết nè, coi cái là cái biểu đồ nè, anti HBC một khi mà nhiễm rồi đó thì nó sao nó xuất hiện cũng khá muộn ha, khoảng 2 tháng rồi nó tăng cao và nó tồn tại ở cái ngưỡng cao trong một thời gian rất là dài ha. Rồi này, mình đứng ở đây hơi lâu không, thôi mình đi sẽ đi qua đi nha. Rồi mình sẽ tới kết thúc lúc mấy giờ mấy bạn? Học dạ, 10:40. 10:40 hả? Bây giờ còn mấy phút nữa thôi, đi lướt qua đi ha. Rồi. Rồi nhớ cái nữa là Việt Nam mình là cái quốc gia vẫn còn nằm trong cái các quốc gia có cái tần suất lưu hành bệnh cao ha. Mặc dù mình đã đưa cái chủng ngừa viêm gan B vào cái chương trình tiêm chủng quốc gia cũng khá lâu rồi ha, nhưng mà cái tần suất lưu hành cũng khá cao. Rồi tới C thì nó cũng có 6 cái genotype ha, và ở Việt Nam mình chủ yếu là 1, 2, 6, nhưng mà không may là tiếp 1 và tiếp 6 mà hay lưu hành Việt Nam mình là cái genotype nó khó chịu ha, nó có những cái độc lực cao. Rồi rồi cái lưu ý ở con virus viêm gan C là một khi đã nhiễm virus viêm gan C rồi thì anti HCV nó xuất hiện, nó sẽ duy trì ở cái lượng cao, cái ngưỡng cao ở trong huyết thanh của người nhiễm, cho dù cái người đó khỏi bệnh rồi thì hay là chuyển sang cái dạng viêm gan C mãn tính thì cái anti HCV lúc nào cũng duy trì ở lượng cao. Do đó thì lần đầu tiên người ta xét nghiệm phát hiện có anti HCV rồi, sau này đó trong quá trình theo dõi bệnh nhân người ta không có dùng lại cái xét nghiệm này nữa, mà muốn theo dõi bệnh người ta sẽ theo dõi qua cái HCV ENA định lượng. Tại vì một khi đã nhiễm rồi thì lúc nào cũng có anti HCV hết, cho dù bệnh nặng bệnh nhẹ gì nó cũng đều có hết, do cái anti HCV nó không có ngăn chặn được cái tình trạng nhiễm mạng tính của HCV. Chỗ này các anh chị nắm rồi ha. Rồi thì trước đây người ta rất là sợ nhiễm virus viêm gan C tại vì cái tỷ lệ chuyển sang mang virus mạng tính rất là cao, 60-85%, và trong cái số đó 15% cho tới 30% những cái sơ gan và ung thư tế bào gan chiếm 1-3% trường hợp này. Nhưng mà hiện nay đó thì người ta đỡ lo rồi, tại vì nó virus viêm gan C và người ta đã tìm ra cái thuốc đặc trị cũng khá hiệu quả. Rồi cái sơ đồ này thì đã giải thích rồi ha. Rồi thuốc mà đặc trị hiện nay hay sử dụng là này, Celexvir. Rồi virus viêm gan D nó có đặc điểm là nó khiếm khuyết cái mã di truyền, do đó nó không có tổng hợp được cái màng bọc ha. Nó muốn tồn tại thì nó phải sử dụng cái màng bọc chung với con virus viêm gan B, đó là HBsAg. Rồi ở trong cái trường hợp nhiễm virus viêm gan D đó thì nó có trường hợp đồng nhiễm và bội nhiễm, thì trường hợp mà đồng nhiễm thì thường nó sẽ có biểu hiện và dự hậu tốt hơn so với những trường hợp bội nhiễm. Trường hợp bội nhiễm tức là người đó đã bị nhiễm virus viêm gan B mãn tính rồi, sau đó mới nhiễm thêm một cái mẫu bệnh phẩm máu huyết thanh gì đó ha, của một cái người bị nhiễm virus viêm gan B và D nữa ha, tức là nó nhiễm chồng lên cái cũ.
Thì những trường hợp bội nhiễm vậy thì nó sẽ diễn tiến xấu, dự hậu không tốt bằng cái trường hợp mà đồng nhiễm, tức là trước đó người đó hoàn toàn khỏe mạnh, trong quá trình sống vô tình bị nhiễm, lây nhiễm bởi một cái người có nhiễm virus viêm gan B và D. Rồi, virus viêm gan E thì nãy mình cũng đã tóm lược sơ rồi ha, lây qua đường phân mệt. Rồi, virus có kích thước nhỏ tương tự virus viêm gan E, rất di truyền là ARN. Còn cái lưu ý ở virus viêm gan E là người ta thấy thống kê, người ta thấy nếu mà cái người phụ nữ mang thai mà bị nhiễm virus viêm gan E thì tỷ lệ tử vong khá cao, 20-25%. Còn thông thường những người khỏe mạnh thì bệnh nó chỉ biểu hiện nhẹ thôi và tự giới hạn giống như virus viêm gan E. Rồi, vaccine điều trị thì cũng đã có rồi ha. À, xin lỗi, vaccine dự phòng cũng đã có rồi. Rồi, điều trị thì cũng có thuốc đặc trị. Rồi, một cái virus cuối cùng là virus viêm gan G. Thì virus này nó cũng có nhiều cái đặc điểm giống với virus viêm gan C ha. Ở virus viêm gan G đó thì chẩn đoán chủ yếu là dựa vô cái kỹ thuật sinh học phân tử, còn chẩn đoán huyết thanh học đó thì chưa, người ta chưa có hoàn thiện cái quy trình chẩn đoán được ha. Rồi, vaccine phòng thì chưa có vaccine phòng bệnh. Giống như virus viêm gan C cũng chưa có vaccine phòng bệnh, virus viêm gan D cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Thì tôi có thể hỏi mấy bạn ha, virus nào sau đây chưa đã có vaccine phòng bệnh ha. Tôi giả sử tôi cho con B, con D gì đó, con B hoặc con A, con E gì đó, xong rồi tôi cho ba con virus mà chưa có vaccine phòng bệnh, ví dụ như là con C, con G, con D. Ha. Rồi. Câu hỏi tự lượng giá cái này thì các bạn xem qua rồi ha. ABCD, các virus viêm gan đều có chung đặc tính nào sau đây? Có chung đặc tính nào các anh chị? Tài, nhớ không tài? Cái này cái định nghĩa tế bào gan á, tại đâu rồi? Nhanh lên em. Dạ dê thầy. Dạ yeah, ha. Em tên gì vậy? Em mời một bạn trả lời câu 2 đi, nhanh lên. Dạ. A. Virus có bản chất di truyền là DNA ha. À. Nó là virus viêm gan duy nhất có bản chất di truyền là DNA á ha. Thực hiện trước khi tiêm phòng viêm gan B, nãy giờ mình mất thời gian cho cái quỹ này nhiều nhất rồi ha. Rồi chắc là nhớ rồi ha, khỏi đâu phải nhắc lại nữa. Rồi, virus viêm gan nào không có tình trạng, không gây tình trạng viêm gan mãn tính? Dạ A. Rồi A ha. Hỏi mấy bạn cũng đơn giản vậy thôi, nó không có gì phải căng thẳng hết. Rồi lưu hành cao ha. Rồi câu cuối cùng, điều trị thường không loại trừ hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Giờ yếu tố nào sau đây là do cái này nhé, câu D nhé. Rồi. Rồi thì cũng hết giờ rồi, mấy bạn có thắc mắc gì thì mấy bạn cho ý kiến thêm, còn mấy thì mấy bạn kết thúc.